Vâng, thưa quý vị, và nắng nóng thì không chỉ tác động tới con người mà còn tác động đến cả các loài vật. Và tại Nga thì thời tiết ấm áp bất thường đang diễn ra được cho là nguyên nhân khiến nạn châu chấu hoành hành, làm cho cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn. Hàng triệu con châu chấu di cư từ Bắc Phi lên không chỉ phá hoại mùa màng mà còn cản trở việc di chuyển trên đường của các tài xế. Đoạn video này được ghi lại tại vùng Stavropol ở miền nam nước Nga. Trước cảnh nạn châu chấu phá hoại hơn 70.000 hecta mùa màng, chính phủ Nga đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực miền nam đất nước. Nước này cũng đã huy động máy bay để tiêu diệt châu chấu nhưng cũng không đem lại mấy kết quả. Các quan chức ở miền nam nước Nga cho biết đây là nạn châu chấu tồi tệ nhất ở khu vực trong 30 năm qua. Hàng năm, châu chấu từ khu vực Bắc Phi vẫn thường di cư lên miền nam nước Nga để kiếm ăn. Nhưng năm nay, số lượng của loài côn trùng này đã tăng đột biến do thời tiết ấm bất thường. Vâng, Kinh Thánh thì đã có nhắc tới một thảm họa xảy ra cách đây đến hơn 3.000 năm cũng liên quan đến nạn châu chấu. Theo đó là để trừng phạt các pharaoh vì đã kìm giữ dân Do Thái thì Chúa Trời đã gieo xuống Ai Cập 10 tai họa, trong đó có một trận dịch châu chấu khủng khiếp. Loài côn trùng phàm ăn này đã ăn sạch các nông phẩm và đẩy cư dân rơi vào nạn đói. Và sau này thì các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh là thảm họa châu chấu thời Ai Cập cổ đại đã được ghi lại trong Kinh Thánh là có cơ sở. Vâng, và cách thức di chuyển của châu chấu thì cũng rất kỳ lạ. Chỉ cần một con bay lên là cả đàn hàng triệu con sẽ di chuyển, tạo nên một cơn bão châu chấu, di chuyển với tốc độ 100 km trên một ngày. Những đàn châu chấu hàng triệu con đã thực sự trở thành cơn bão tàn phá tất cả những nơi mà chúng đi qua. Các đàn châu chấu với mật độ lên tới 80 triệu con trên 1 km² có thể san phẳng bất cứ thứ gì mà chúng gặp. Hậu quả là chúng để lại đói nghèo, bệnh tật